Ở Hà Nội bây giờ để nói tìm được hàng bún ốc nào có ốc mít to béo, múp míp như thế này thì cũng hơi khó đấy. Con ốc này của chị thì là ốc mít 100%, chị lấy được từ phần đầu đến phần đuôi của nó là phần trứng ốc như này. Nếu như mà em ăn ốc biêu vàng thì nó chỉ có một tí phần lưỡi này thôi. Và cái trứng phần dưới này nó màu đỏ, người ta sẽ không lấy cái phần dưới này. Hàng này thì đã quá là nổi ở quận Ba Đình rồi. Giá cả dao động từ 25 đến 55k. Nhưng mà nói thật, bát 55k đầy đủ nhiều lắm luôn. Sức con gái như mình với hai bạn chị mình ăn cố cũng không hết nổi mọi người ạ. Bát đầy đủ thì có cả ốc nhỏ lẫn ốc to, rời giò bò đậu với chả ốc nữa. Chả ốc và riêu thì ở đây cam kết là nhà tự làm 100% đó nha. Riêu thơm xịn không độn một tí nào. Nước dùng thì thiên ngọt, ngọt đậm đà và có cái vị chua chua dịu của giấm bỗng. Ai mà ăn được mắm tôm thì cứ bảo người ta cho vào, chỉ có ngon trở lên thôi. Ốc thì khỏi cần nói, mọi người nhìn đã thấy là nó to cực kỳ rồi. Nhai cái đầu nó giòn sần sật, đã miệng dã man. Chả ốc thì thơm dậy mùi xả, nhai vẫn còn miếng ốc giòn giòn bên trong luôn. Thật sự là không phải tự nhiên mà hàng này đông khách đâu. Hàng này là bán bún ốc gia truyền từ đời bà tới đời chị rồi đấy. Đi bán bún ốc từ khi cháy chợ Đồng Xuân ấy, cháy chợ chợ là của chính là cô đã bán từ hồi ấy. Chắc phải mấy chục năm cơ nhỉ? Có mấy chục năm từ cái bà chủ ở 46 Hàng Giấy, bà truyền nghề cho cô đó. Và đây là hàng bún ốc gia truyền ở 120A1 ngõ 140 Giảng Võ. Mọi người cứ đi vào ngõ 140 là thấy ngay đầu ngõ luôn. Mở cửa từ 6 giờ sáng tới 8 giờ tối. Nhất định là phải thử một lần nhá. Bây giờ thì bye bye.